ghé Thanh Hùng sắm giày chính hãng. Với sự tiếp lửa của hơn 38.000 cổ động viên nhuộm đỏ bốn góc khán đài Mỹ Đình, nó biến thành một chảo lửa thực sự. Đó là nơi đầu tiên diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Tưởng chừng như với lợi thế sân nhà, cộng thêm Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1, mở ra lợi thế vô cùng to lớn. Thế nhưng vòi chiến đã chứng minh chỉ bấy nhiêu là chưa đủ để đánh bại họ. Cho dù không có lực lượng mạnh nhất tại sân chơi lần này, thì những ngôi sao còn lại trong đội tuyển cũng đã đủ khiến Việt Nam phải e dè trong trận chung kết. Và nhân tố đã tạo nên một trận hòa kịch tính cho Thái Lan, thậm chí suýt chút nữa đánh bại Việt Nam ngay tại thánh địa Mỹ Đình, không ai khác ngoài Thiraton Bumathan. Trước khi trận chung kết lượt đi diễn ra, người hâm mộ Việt Nam ít nhiều chỉ nhớ đến biệt danh vua cùi trỏ của Thiraton. Nguyên nhân cũng bởi phong cách chơi bóng khá bạo lực của hậu vệ 32 tuổi này. Nó là điều không quá xa lạ với người Thái nói riêng và khán giả khu vực nói chung. Trong trận đấu giữa Thái Lan và Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2014, ngay lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Thiraton ghi dấu ấn bằng một tấm thẻ đỏ ở phút 90. Sau đó không lâu, anh tới Indonesia và cùng với đội U23 Thái Lan tham dự SEA Games 26. Ngay trong trận đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà, một lần nữa Thiraton lại bị đuổi khỏi sân sau khi phải nhận hai thẻ vàng. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thái Lan phải nhận hai thẻ đỏ chỉ trong vòng 3 ngày. Theo thống kê, tính từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Thiraton đã phải nhận 8 thẻ đỏ và 70 thẻ vàng trong màu áo cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ngay tại đấu trường khu vực AFF Cup, Thiraton cũng nổi tiếng với lối chơi rắn và ưa bạo lực. Ngay cả Quang Hải cũng từng đánh trọn một cú húc cùi trỏ vào mặt tại AFF Cup 2020 cách đây một năm. Những lần giở trò đầy khiêu khích, những cú vung tay của hậu vệ này khiến không ít lần các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đối phương phải nóng máu. Có lẽ cũng vì lối chơi có phần tiêu xảo, độ tinh quái cùng với phong cách thi đấu không ngại ra đòn mà Thiraton được mệnh danh là ông vua cùi trỏ của bóng đá Thái Lan. Nhưng đó không phải là những gì Thiraton có. Tài năng chỉ là thứ giúp hậu vệ 32 tuổi được đeo tấm bằng thủ quân trong suốt thời gian qua. Ít ai biết rằng, hậu vệ sinh năm 90 hiện đang khoác áo Buriram United, đã từng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và là cầu thủ Thái Lan duy nhất từng vô địch J-League cùng với Yokohama F. Marinos. Đây cũng là giải đấu mà Văn Lâm phải chịu cảnh ngồi dự bị trước khi trở về nước, trong khi các cầu thủ Việt Nam khác sang Nhật Bản cũng chỉ ra sân ở J-League 2. Qua đó mới thấy Thiraton xuất sắc đến cỡ nào. Đặc biệt, hậu vệ người Thái Lan cũng là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế bầu chọn vào danh sách đội hình hay nhất châu Á trong thập kỷ vừa qua. Không có Chanathip Songpraxin cùng một loạt ngôi sao trong đội hình chính, Thiraton Bumathan nghiêm nhiên trở thành ngôi sao số 1 của Thái Lan bên cạnh tiền đạo kỳ cựu Tirasin Dangda. Đội trưởng của vòi chiến đã cùng những người đồng đội vượt qua những đối thủ nặng ký để đến được trận chung kết, và anh đã cho Việt Nam biết được đẳng cấp của một ngôi sao lớn là như thế nào. Chỉ trong vòng 18 phút của hiệp 2, lúc này Việt Nam đang dẫn trước 1-0 sau cú đánh đầu thành bàn của Tiến Linh, để rồi một mình Thiraton tỏa sáng vì hai đường kiến tạo không thể đẳng cấp hơn để giúp Thái Lan vươn lên dẫn 2-1. Những cái ôm đầu thẫn thờ đã xuất hiện trên khán đài trong cabin bình luận. Hai bàn thua trong vắng, vừa đau cũng vừa không thể tin nổi. Một lần nữa Thiraton cho thấy sự biến hóa khôn lường. Nó ghê gớm ở khả năng chuyền bóng, ở cái chân phải đầy chất lượng, nhất là những đường chuyền hướng lên phía trước. Còn biến hóa là ở mặt vị trí. Ở bàn thắng đầu tiên, số 3 kiến tạo ở vị trí của một trung vệ lệch trái, chuyền bóng bổng vượt tuyến bằng cái chân trái. Bàn thứ hai, Thiraton kiến tạo ở vị trí của một tiền vệ trụ, chọc khe bằng chân phải ngay bước chạm một. Tùy từng giai đoạn trong trận cầu của Thái Lan, vị trí và vai trò của Thiraton cũng liên tục thay đổi, với phạm vi chính là khu vực dọc hành lang trái, lúc thì dâng cao, lúc thì lùi xuống. Trong hiệp 1, đã có giai đoạn Thiraton di chuyển lên cao hơn cả tiền vệ số 8 và đá lệch sang phải. Và dù chơi bất kỳ vị trí nào, thì luôn là những cái chỉ tay ra dấu, chỉ huy các đồng đội. Sự đa dạng vị trí và vai trò của Thiraton cũng là hình ảnh thu nhỏ cho chính sự phức tạp trong hệ thống vận hành của cả đội tuyển Thái Lan. Có thể nói, Thái Lan đã chơi hay hơn dự kiến trong chuyến làm khách đến Mỹ Đình. Dù sớm bị dẫn bàn, họ vẫn giữ vững được tinh thần chiến đấu và lội ngược dòng trước khi bị Văn Thanh đưa về mặt đất với một siêu phẩm vào những phút cuối cùng. Vắng mặt nhân tố chủ chốt Chanathip, có thể nói tuyến nhiều của Thái Lan vẫn được cầm trịch một cách hoàn hảo bởi Thiraton Bumathan. Cần ác một thực sự của hàng phòng ngự Việt Nam với những đường chuyền vô cùng sắc bén và ấn tượng. Phát biểu sau trận đấu, Fraser cũng đặc biệt đề cập đến đội trưởng của Thái Lan. Tôi không có thói quen đánh giá về cầu thủ của đối phương, tuy nhiên tôi nghĩ rằng đó là một cầu thủ xuất sắc. Việt Nam không thiếu những cầu thủ có trình độ tương đồng với anh ta, nhưng tôi nghĩ rằng V-League đang nỗ lực để tăng chất lượng và chúng ta cũng cần có cái nhìn tiến bộ hơn về việc để các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Sau khi trận chung kết lượt đi khép lại,
các thành viên Thái Lan di chuyển ra khu cổ động viên khách ở khán đài C để cảm ơn. Toàn đội Thái Lan sau đó đứng thành vòng tròn để lắng nghe chia sẻ của đội trưởng Thiraphong. Cầu thủ sinh năm 90 nói: "Chúng ta đã không từ bỏ và có được 2 bàn trên sân khách, một kết quả rất tốt. Đừng nghĩ nhiều về bàn thua trong những phút cuối, đừng cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Chúng ta phải lạc quan lên, Thái Lan sẽ vô địch trên sân nhà." Với hai đường kiến tạo, Thiraphong Buamthang được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Một trận hòa, nhưng mà trình diễn của các cầu thủ Việt Nam thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Cả hai bàn thua đều xuất phát từ sự hớ hên và những sai lầm, thiếu tỉnh táo trong khâu phòng ngự. Thậm chí là đến khi gỡ hòa, Hùng Dũng vẫn có pha chuyền về vào chân của Thái Lan. Mà nếu như Văn Lâm không kịp băng ra cú thua xuất sắc, thì số phận của những chiến binh sao vàng còn bi thảm hơn. Với tỷ số này, Việt Nam quá bất lợi trước người Thái trong cuộc đua giành chức vô địch. Bởi với việc chúng ta phải nhận 2 bàn thua, được áp dụng luật bàn thắng sân khách, rõ ràng việc Thái Lan trở về thảm ba sát sẽ giúp họ yên tâm hơn rất nhiều. Vậy Việt Nam sẽ giành thắng lợi chung cuộc sau 2 lượt trận để giành chức vô địch theo kịch bản nào? Đó là khi chúng ta phải thắng đối thủ trong trận chung kết lượt về. Ngoài ra, Việt Nam vẫn có thể giành thắng lợi chung cuộc ngay trong 90 phút thi đấu nếu cầm chân người Thái với những tỷ số hòa từ 3 bàn trở lên. Khi đó, việc có tới 3 bàn thắng trên sân khách sẽ giúp Việt Nam lại ngôi vô địch. Nếu tái hiện lại trận hòa 2 đều ở lượt đi, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và Việt Nam nếu thắng trong 30 phút hiệp phụ sẽ vô địch. Nếu không, chúng ta phải chờ tới loạt đấu súng cân não để hướng đến điều này. Nhìn chung, khả năng dễ xảy ra nhất ở trận tới là Việt Nam vượt qua Thái Lan ngay trên sân khách. Nhưng đây chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng khi mà Thái Lan có thể sẽ chơi phòng ngự phản công để chờ đội bóng của chúng ta mắc sai lầm. Điều cần thiết nhất lúc này là phải cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về. Ngay cả khi đó là trận đấu cuối cùng của Park Hang-seo, ông cũng chưa từng tỏ ra lo lắng. Trước câu hỏi Việt Nam còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vô địch, ông đáp: "Tôi không phải là thầy giáo hay là một thiên tài toán học để phân tích phần trăm đâu. Tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết sức thôi. Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về là vô địch rồi. Sao mọi người lại bi quan thế? Không có đội nào hoàn thiện cả. Tôi là một huấn luyện viên tính toán từ trận đấu 1 và toàn đội sẽ cực lực ở trận đấu tới." Những phát biểu của huấn luyện viên Park cũng sẽ tiếp thêm động lực cho các học trò. Thái Lan sẽ có lợi thế sân nhà cùng với sự tự tin cao độ. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân vận động Thảm Ma Sát vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 1. Chiếc vô địch chỉ còn cách Việt Nam đúng một trận thắng. Hãy cùng đặt niềm tin tuyệt đối vào những chiến binh sao vàng, vào Park Hang-seo trong lần cuối cùng mà ông ngồi trong cabin huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng.